Ngài cho cuộc đời thương mơ mọi năm tươi.
Thank you.
trọng ca sứ, ca đáo, con được thi phép đại diện thay mặt giáo hòa Trần Thá Nhỏ Bé thật là một đồng ân vô cùng lớn lao cho họ đáo chúng con. Hôm nay là ngày lễ Chúa Giêsu trên đời được cha yêu ái đến tân lễ cầu nguyện cho giáo hòa. Chúng con không biết nói gì hơn, thì xin kính chúc cha giáo mạnh khỏe, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Và chúng con biết ngày mai cha giáo cùng đoàn lên đường về, chúng con xin cầu nguyện cho cha cùng đoàn lên đường bình an, thượng lộ bình an, và chúc cha cùng đoàn mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn. Tôi xin thông báo sau thánh lễ thì mời tất cả các cụ các ông bà xuống miếng đá, miếng đá sau miếng đá thì chúng ta lưu với cha tại ở quán cư nếp và trần xã ở đây sẽ có lời cảm ơn chào tôi và nói cũng là cảm ơn tôi, vì đó tôi nghĩ là đúng lắm. Thì tôi thì cảm ơn ruộng tránh tất cả quý vị và cảm ơn ưu ái dành cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp từ hôm qua từ ngày hôm qua đến giờ. Chắc chắn vất vả, tôi cũng cáo lỗi là chương trình thì hôm qua tôi đã đến thăm ông bà ở đây nhưng mà vì không sắp xếp được thì ngăn trở, cho nên tôi cũng được thấy được và Chúa cũng quan hồng để ra sở cho chúng tôi được đến đây tân lễ cùng với quý vị ở đây để chúng tôi bù lại cái thiếu sót chiều hôm qua. Và chúng tôi rất là vui mừng vì mỗi lần tôi trở lại đây tôi thấy cộng đoàn ở đây đã phát triển rất là nhiều. Tôi về kỳ này thì tôi thấy tháp ở trời sáng cao quá, đẹp quá, hôm nay thì cứ giống như là Noel đẹp lắm. Rồi cây gạo đặc biệt cũng cao, đấy là những cái hai đặc điểm mà xa ai cũng nhìn thấy đặc điểm của trần xá ở chúng ta. Tôi thì cũng hiểu là tôi có duyên gì với cao xá trần xá, thì thực chất ra thì tôi coi xứ trước đây cái đây 3 năm, sau khi ba năm tôi coi xứ không gốc ở Tây Ninh thì cũng có một cái họ họ trần xá và là họ Do An thuộc giáo xứ Phong Cốc, cũng là một họ trong giáo xứ Phong Cốc. Vì thế tôi cũng có được biết một số quý vị liên hệ ở đây. Rồi trong những dịp về đây thì tôi lại được đi với đoàn bà con giáo dân cao xá, rồi hôm nay lại đi với đoàn hành hương cao xá. Người ta vẫn nói là đầu gà mẹ gà con vịt. Tôi là cha xứ ở giáo xứ Phong Cốc, giáo dân là dân Bắc Ninh, tôi lại dân Sở Kiện, gốc phải là Hà Nội, cho nên là chả hiểu sao mà chúng tôi lại đưa dính với nhau vậy, để rồi đi về đây, để rồi đi cùng với thăm cao xá, rồi thăm trần xá. Có lẽ là nhờ ơn thánh tự đạo, tôi sẽ tôn các thánh tự đạo ở đây đã liên kết chúng ta trong tinh thần con cái của các ngài. Xin một lần nữa thay mặt cho đoàn hành hương chúng tôi ngày mai lên đường tiếp tục cuộc hành hương, xin cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây mỗi ngày được nhiều ơn Chúa và thăng tiến mỗi ngày một hơn nữa, để mỗi lần chúng tôi về đây chúng tôi lại thấy được quý vị vui vẻ đón tiếp và chúng ta lại có những tình cảm tốt đẹp hơn nữa đối với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn, xin Chúa về trời chúc lành cho tất cả quý vị và cho từng người, từng nhà. Xin Chúa trả công bội hậu cho những tình cảm tốt đẹp quý vị đã dành cho chúng tôi. Chúng ta nhớ nhau đôi trăm lời cầu nguyện. Giờ đây chúng ta đứng lên xin Chúa chúc lành. Và đánh giá rất là cao trong các đội kèm của giáo phận Thái Bình. Cảm ơn đội kèm rất là nhiều đã đón tiếp chúng tôi. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành.
cho anh chị em. Lễ sau cho anh chị em đi bằng an. Ngày hôm nay giáo họ chúng ta rất vui mừng được tiếp đón cha quý khách. Ngài đã dọc trường trở về đây, đặc biệt về thăm cha chánh xứ kính yêu của chúng ta. Sau đó Ngài cũng đã chia sẻ thời gian sắp xếp và sang với họ giáo Trần Xá nhỏ bé và thân thương của chúng ta. Và quý đoàn hành hương cùng toàn thể cộng đoàn, và xin toàn thể cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để tạ ơn cha. Vâng, các bạn cao đoàn, chúng ta, các bạn cao đoàn, chào mừng cả cộng đoàn ta hát lên một bài. Cao Xá và tất cả mọi nơi, đó là bác Chiến Khu. Chắc là chúng tôi cũng rất mong được nghe lại giọng đôi nhiều ý kiến của bác Chiến Khu, và đặc biệt với anh chị em ca đoàn của Liên Khu ở trong khu vực miền Nam, nhưng đặc biệt lại là quê hương của chúng ta. Và chúng tôi xin mời. Kính thưa cha và quý vị, các quý vị họ Trần Xá. Các em muốn tôi làm gì? Các em hát đi, hát đi hát. Chiều nhau cười nhau cho nhau về nhà dối mặt cha dối mẹ, rằng ta ơi quá sầu, rằng ta ơi quá sầu, tình 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 xó bay, tình 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 xó bay. Yêu nhau cởi những nỗi cho nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ, rằng nào ấy quá sầu, rằng nào ấy quá sầu, tình 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 đánh rơi, tình 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 đánh rơi. Hoan hô bác Hồ một cái hoan hô, nào chúng mình cùng xin phép cha nhờ bác Chiến Khu giới thiệu với toàn thể cộng đoàn chúng con. Ngoài cha, các kính yêu của chúng con ra, còn thêm các quý vị trong đoàn hành hương, và đây chúng con cũng không được biết tên cũng như quý danh. Theo như lời của anh em đại diện của ở đây thì cho tôi được giới thiệu mọi khuôn mặt trên đoàn hành hương. Dĩ nhiên là bây giờ quý ông bà và các em đã biết ngày hôm nay là cha chủ tế, đó là cha cố từ xe Vũ Hùng Sơn, đó là cha nghĩa phụ của cha Khoa. Cha Khoa là cha cháu của chúng tôi. Trong gia đình của chúng tôi thì có anh ruột của tôi là anh Phan Đức Hậu đây ạ. Năm nay 77 tuổi rồi, rất là nhớ quê hương và ông bà, nhớ quê cha đất tổ. Sau đó tới chị ruột của tôi là chị Phan Thị Nghiêm, năm nay cũng 69 tuổi. 69 tuổi mà còn trẻ đó. Cái đấy là anh đang có phim đây, là con trai miền Nam thì gọi là cộng tư, còn ở miền Bắc thì nghe là thứ ba trong gia đình, là con của anh ba tôi ở miền Nam, gọi anh họ tôi là anh ba. Thì giới thiệu tiếp là trong phái đoàn này thì có ba chị anh em ruột đi cùng chúng tôi, đó là chị Thanh. Xin mời Thanh đứng đây ạ.
anh Khánh. Xin mời anh Khánh ạ. Xin mời anh Chuyên ạ. Anh Chuyên thì đang tay đàn hò ca của giáo sư Thanh Tâm ở gần cái bệnh viện Thống Nhất ở Biên Hòa. Xin cảm ơn chị Thành, Khánh và anh Chuyên. Tiếp theo đó là tôi xin giới thiệu có ba cô. Xin giới thiệu có đây là cô Nguyễn Thanh Mai, hôm nay đến làm cho đoàn hành tinh chúng tôi. Đây, xin giới thiệu cô Thanh Tuyền. Xin mời cô Thanh Tuyền. Cô Xuân Nhược, nhà quay phim. Đồng thời đây là một nhân vật rất là quan trọng, là hoa tiêu của cái chuyên tư của chúng tôi đi từ Nam ra Bắc. Không có hoa tiêu này là chúng tôi sẽ là quay được tống yêu là đường là lối khi ra tới biển luôn, có khi ra tới Trung Quốc chừng cha bỏ đi đâu không. Thôi thì xin nhường lại cho có thể xế không nhỉ? Đó anh hoa tiêu là có lẽ là vẫn ở đây. Thôi giới thiệu vào đây là tôi nhường lại để cho chúng ta tiếp tục vui nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhóm Hành Hương hát một bài tặng cho cộng đoàn ở đây. Sau khi mà đã phục vụ trong hết đường rồi thì trong buổi giao lưu này gia đình nghỉ tiền hát bài. Con xin được hát là cộng đoàn cũng vỗ tay để cổ vũ cho các người vui vẻ cả nhà. Giữa chúng kỳ cơ biến đổi cùng nơi lòng thế chúng kỳ cơ con gặp thân tái sinh kỳ cơ ngày sinh tình đê hình tiếng yêu thương nỗi riêng trong đào giữa đại dương chẳng đưa đứng đi tơ tiếng đời chúng đi tơ đoan đàn lương tái sinh gặp gỡ đứng đi tơ chân thành mình ngâm mình gặp gỡ đứng đi tơ ngày sinh tình đê hương. Tới chủ nhà chứ lại đó là chủ nhà thời đáp là có qua có lại toại dòng nhau thì cách đây là biết là 22 năm rồi cho em về đó vào nhà đưa cho là thông khi mà cha mẹ thăm đó chúng con thì cũng là cách đây 20 năm con có thắc mắc một hát để kính mừng cha, kính mừng các cha. Cùng nhà nóc lên, hôm nay là kinh dùng người con đi nóc lên, đã tổ, để cho các nhà nóc lên. Nên xin cùng toàn, cũng có tay để cùng. Và con vui mang các ca được mừng, hoặc là người ta đang mấy ca, các bạn mấy có. Cùng nhà bất bá muốn làm sống sống.
đằng kia vẫn tức tích trong mỗi tâm hồn. Chúa ban cho ta có trường tồn, người được thiên binh cho Chúa Giê-xu cứu giúp mỗi người trong tâm hồn. Lời buồn nhiệt sĩ chỗ lòng luôn thì thêm thế. Phép màu nhầm nay xưa Chúa ta đã có lời chờ. Chúa ban cho ta một trong suốt rất nhiều thời kỳ cùng gây dựng giáo họ Trần Giáo Trung Quang, và cũng là vừa ca sĩ vừa rồi sáng tác bài hát và phục vụ cha và mời ông cha. Trung Quang xin trân trọng giới thiệu ông Trần Kim Tuyến là ông tiêu trùng trong giáo họ Trung Quang, và lại chính là em vợ của ông Trung Trạng. Vừa rồi chúng con ông Thái rồi mọi người tranh mãi chứ không, anh em ông này là chủ hết ở giáo họ Trần Giáo Quang hết. Chúng con xin giới thiệu bà Huê là người trương và bà quản và trong ban chấp hành của dòng ca giáo họ chúng con. Và chúng con xin giới thiệu bà Bắc trong ban chấp hành hội dòng ca của giáo họ chúng con. Bắc đâu? Bà Bắc đâu nhỉ? Bà Bắc đi cùng cùng nhà nhanh thế nhỉ? Chúng con xin giới thiệu ông Trần Kim Tuấn, trưởng ban đội kèn của giáo họ Quang. Đội kèn họ khỏe lắm đấy, chào thấy không? Giới thiệu cái họ có bè, có cánh này. Chia bè, chia cánh này quá. Sẽ phục vụ dân lên cha cũng như toàn thể cộng đoàn một bài mà do chính nhạc sĩ và đạo diễn là người quê hương Trần Xá của chúng con là ông Trần Kim Trạng sáng tác, ca ngợi về cha thánh Du Xe Tuân. Thì sau đây anh em ông Trạng sẽ hát lời, anh em Kim Nhạc sẽ đưa bất nhạc vào cho có hồn nhá. Đô đô la, đô là đô dê đô, giòn giòn xì xì giòn là xì xì. Đô đô la, đô là đô dê đô, ba la la đô xì là giòn ba, đô ba la. Yeah.